trọng tài gây tranh cãi, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tố Hoàng Anh Gia Lai bị cướp bàn thắng. Trọng tài gây tranh cãi khi bắt Việt Vị trong tình huống Quốc Việt sút tung lưới Thanh Hóa, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tố Hoàng Anh Gia Lai bị cướp bàn thắng. Tình huống tranh cãi xảy ra ở phút 35 trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Thanh Hóa ở vòng 22 V-League. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn từ chối công nhận bàn thắng sau khi Nguyễn Quốc Việt sút tung lưới Thanh Hóa vì cho rằng tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã việt vị. Thời điểm này, hai đội đang hòa 1-1 và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Nếu như Quốc Việt được công nhận bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ vượt lệnh dẫn trước Thanh Hóa 2-1. Tuy nhiên, tình huống quay chậm cho thấy Nguyễn Quốc Việt dường như vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của đội khách. Điều này khiến huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bức xúc sau trận đấu. Chúng tôi tiếc Quốc Việt ghi bàn trong tư thế không việt vị. Chúng tôi có kiểm tra lại và cũng đứng ngay gần trong tình huống đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho hay. Vị thuyền trưởng Hoàng Anh Gia Lai bình luận, trọng tài luôn vậy. Chúng tôi đang nỗ lực để trụ hạng, nhưng lại bị cướp mất một bàn thắng. Dù vậy, tôi nghĩ tỷ số 1-1 cũng phản ánh đúng trận đấu. Đáng chú ý, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tố trọng tài cướp bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai ngay sau khi vừa bị phạt 20 triệu đồng vì có những phát ngôn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân này đã chỉ trích trọng tài và chê bai lãnh đạo của VPF sau trận Hoàng Anh Gia Lai thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1-4 tại vòng 21 V-League. Sau 2 trận liên tiếp không thắng, Hoàng Anh Gia Lai đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League với 26 điểm, hơn 1 điểm so với Sông Lam Nghệ An ở vị trí áp chót nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.